Thủy Tiên lên tiếng khi bị kiện khẳng định chưa lấy 1.000 nào từ chị gái Đặng Thu Thảo, tuyên bố luôn một câu xanh dần khiến đối phương phải rén. Sau hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của Miss Run International 2021, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã có chuỗi hoạt động trong và ngoài nước cực nổi bật thu hút sự chú ý từ mọi người. Tuy nhiên, trước khi lên đường chinh chiến cho đến hiện tại, cô nàng vẫn đang phải giải quyết vấn đề liên quan đến việc kiện tụng của Đặng Thùy Trang, chị gái Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo. Theo đó, cô khẳng định Thủy Tiên vẫn đang nợ mình 1,5 tỷ đồng và liên tục đưa các văn bản ra pháp luật. Vào tối ngày 3 tháng 11, trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên đã chính thức có bài đăng dài nói về chuyện kiện tụng. Theo đó, nàng hậu gay gắt cho biết mình không thể chịu im lặng và phải lên tiếng để bảo vệ những cô gái bị thiệt thòi. Qua đó, cô cũng khẳng định chắc nịch dù đã ký hợp đồng nhưng bản thân vẫn chưa hề nhận được một động nào từ phía Đặng Thùy Trang. Sở dĩ việc Thủy Tiên im lặng là vì chấp nhận đối mặt với việc đặt niềm tin sai chỗ. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng mong khán giả sẽ chờ đợi kết quả từ tòa án. Tiên làm điều này hôm nay không phải vì tiền bồi thường, cũng không phải chỉ vì mỗi bản thân mình mà Tiên làm vì để đứng lên đấu tranh cho công lý cho những cô gái trẻ cũng đã từng hoặc sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Trên tinh thần thượng tôn của pháp luật, Tiên hy vọng tất cả khán giả sẽ ủng hộ và chờ đợi kết quả của tòa án. Hiện tại chia sẻ này từ người đẹp đang thu hút sự quan tâm rất lớn.